Chiều nay, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra xem xét việc xác định hướng tuyến đầu tư đường ống cấp nước cho xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên. Xã Tam Hợp có 7 khu dân cư với hơn 80% hộ dân có nhu cầu sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, việc xây dựng đường ống cấp nước cho nhân dân chưa thể thực hiện được do nhiều đoạn tuyến trên đường tỉnh 302, đường tỉnh 302B có hệ thống rãnh thoát nước dọc sát mép mặt đường đi qua một số nhà dân đã xây dựng kiên cố. Nhiều đoạn không có phạm vi lề đường, vỉa hè để đặt đường ống nước. Để kịp thời cấp nước sạch cho nhân dân xã Tam Hợp, Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc đề xuất tỉnh cho phép triển khai phương án lắp đặt tuyến ống dọc theo mép đường tỉnh 302 và đường tỉnh 310B. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn nhất trí với đề xuất của Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc và giao các sở liên quan hoàn thiện các thủ tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm triển khai xây dựng công trình cấp nước sạch cho nhân dân.